chị? Dạ. Đấy nè. Vậy đang giờ thấy được cái cục này nè. Gấp mà tưởng tượng như gấp cục sét rồi đúng không? Quay ra mà không thấy luôn cục nữa luôn. Đang được rồi. Ta cũng mỏi cái tay luôn chứ đừng có nói nghĩ chứ là vậy. Dạ, anh cầu ai lượng cái xóa không? Em nhờ bạn em xuống lấy rồi. Dạ, em gửi điện thoại của qua anh em. Chưa ra hả chị ạ? Ra rồi. Yeah. Ra rồi hả chị? Ừ. Đừng có đưa rứa được rồi. Xin chào bà, coi lại clip của bà. Trời. Rồi chưa vậy? Ừ. Em tốt hết mùa hậu luôn. Tốt hết. Bây giờ thấy được cái cục to cỡ mồm. Giống chị bị lon với hành hỏa quá. Mùa hậu.